Cho cô hết đó, tôi cho con hết đó, chừng nào mà cảm thấy cô mằng có tiền rồi đem trả cho tôi đó, còn không có tiền thì thôi đó. Nó lương khổ khác nhau, mà cái câu này vừa hồi anh một đồng thường lặp đi lặp lại hoài, vì để mà nói hết cái vất vả khó khăn á thì không biết nói làm sao. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Và đồng hành với nghề Bùi Hồ hôm nay thì có anh Một Đồng. Anh em trở về lại đây thăm hoàn cảnh của cô chú cùng với lại hai người con của mình á. Sau thời gian sinh sống tại vùng đất Bình Dương thì cuộc sống khó khăn và không có việc làm. Trở về đây thì gia đình sống trong một cái tấm bạc hả cô bác quý anh chị. Và được biết thì ngày hôm nay thì gia đình cũng đang chuẩn bị gấp rút làm cái phần tôn để dựng lại cái mái nhà cho những ngày mưa gió sắp tới nè, nó được hoàn thiện hơn và nó sẽ không bị tróc mái cũng như là không bị nóng. Và đây là một cái phần mà hình như là Bùi Hồ được biết rằng đây là kênh Út Đồng Tháp hỗ trợ ha. Còn bây giờ thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ và anh Một Đồng cùng xuống thăm lại hoàn cảnh gia đình cũng như là thay mặt cho quý mạnh thường quân để trao một phần hiện kim cho gia đình để xoay sở trong thời gian sắp tới cũng như là cho cô chú có tiền để mà trị bệnh đó cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ và anh Một Đồng ha. Đây. Đây là một cái ngôi nhà, một cái tổ ấm của cả bốn người trong gia đình. Cô chú có đi bán vé số không nhỉ? Cô chú. Dạ. Gia đình mình đang ăn lợp lại cái máy tôn hả? Mới đi bán vé số mới về. Ủa bữa nay đi bán vé số luôn hả? Bán mấy ngày rồi. Bán được nhiêu cô? Được 150 tờ. Cô hay là ai đi bán? Tôi đi bán rồi ổng bán tiếp nữa. Vậy hả? Hai người bán. Tôi chạy đi bán vòng vòng xuống mương chùa rồi chạy ngã này ở kia rồi đó, rồi ổng thì ổng ngồi, đi không nổi ổng ngồi trước cửa, ngồi trên ghế đó ổng bán. Chạy qua đây lại nó mua. Vốn của cô chú cho rồi cái mình bán ha. Dạ. Rồi hôm nay là thấy lập tôn nè. Cái này bữa đó cô chú Đức gì đó đem qua cho được 100 đô. Mua là cho mua miếng thiết lập trên đây. Dạ. Nó ngay thế mơ mua ba hàng mượn em gửi là nó đi mua giùm là 1.800.000, bốn nhiêu thiết là 1.800.000. Còn ba thiết cũ này là thế mơ người ta cho hai mẹ con tôi đi dưới chở gì đẩy xe gì à. Đó. Ủa này mới dừng lại luôn hả? Mới làm ngày nay thế mơ là chưa cho hai mẹ con làm với thằng em gửi đó. Mừng dữ không? Mừng lắm. Rồi mua hết 1.800.000 với dây chuyền với đinh là hết 2.000.000. Đó, nó làm nó ngay. Có sao nó vậy? Mới làm bên đây à, còn em gửi nó còn cái sàn nó làm trên lớp nhà nữa đó. Đâu có dám leo lên trên đâu. Đâu có đâu chơi đứng trên mà. Mày làm bữa nay hắn tính. Chịu lên bằng bữa nay tính bằng không đội thì mơ mình xin mình với số mình nghỉ ngưng bữa đặng mốt mình bán. Bởi vì nghỉ bữa làm cho nó rồi đó chú. Ngày mai cái tiếp tục làm tiếp. Dạ, bởi vì sao chiều nay làm không rồi á. Con trai lớn của cô hả? Dạ, thằng lớn của hổm nó nói gì đào chuột đó, bị bệnh đó. Bị giật hả? Dạ. Tên gì ta? Nguyễn Nhật Phú. Hôm trước là cũng có đi làm ở Sài Gòn nữa đúng không? Có làm chung với tôi nè, mà nó không có làm được. Nói nhà, nói với ổng ở nhà không mà. Có mời tôi làm à. Anh đó tên gì ta? Nguyễn Nhật Phú. Anh Phú hả? Năm nay nhiêu tuổi rồi? Nó có 25 tuổi, kêu nó em út được rồi chú. 25 tuổi. Là bị động kinh nữa hả? Động kinh, nó ít nói chuyện với ai lắm. Dạ hả? Dạ. Nói chuyện cứ ai hỏi nó thì nó nói, còn không hỏi thôi nó thinh hoài tối ngày vậy đó. Rồi tôi thấy cảm thấy tôi mằng không nổi, tôi có 6.000.000 tôi mằng gì hơn nuôi hai người không nổi, tôi giọt gì đây tôi che luôn, ở luôn đó. Mà nhìn đô con ha. Nó bự con giống cha nó. Nãy cô nói nhiêu tuổi? Tôi ha, mày 25 tuổi, tuổi gồng á. Rồi đây có đi chơi gì với ai không? Nó không có đi với ai một người nào chân á. Tối chỉ nó ngủ sáng vậy là nó ở nhà nó pha thùng cà đường là nó uống nó chiều rồi thôi, nó không có đi đâu, không đi đâu quán tiệc nào luôn chứ. Uống rượu uống trà gì không biết hết luôn. Này này em gửi nó chín đó. Nó qua nó mặn thiếp, thấy thằng này mặn ên á. Vui không anh Phú? Anh Phú ơi. Trả lời với cho anh. Vui. Không có chuyện với ai chứ á. Hả? Ghế ba cái cao hơn cái lùng chín. Ghế lùng cái cao cũng được. Xin phép cô đi qua đây nè chú. Dạ. Này là lập mấy ngày mới xong anh Phú? Không biết nữa. Không biết nữa hả? Mệt không?
Cái này được không Nguyễn Chính? Như vậy thì thấy cũng mừng ha. Tuy là những cái cây vẫn còn tạm bợ này, nhưng mà thứ nhất là đã có tôn thì nó đỡ mưa tạt á. Đúng rồi anh. Rồi cho qua luôn đó con. Phía trước nè, phía trước có những cái giấy mới lột ba giấy chưa à, mới gỡ cái vòng giấy xuống rồi chưa ngày chưa gỡ xong đó mày đứng mơ làm mà mơ mới gỡ đứng hai bên đây ghế kia hả cao lắm còn đường đứng không tới em nằm hả này lợp ngày mai nữa xong không chú buổi chiều này rồi ha mấy tấm ta 4 tấm to ha dạ còn cái máy đằng trước nữa máy trước chắc mai làm quá máy trước không kịp thì mai làm dạ này ở nhà tự làm thôi dạ tự hai dưỡng cháu nó dưỡng làm thôi chứ không có rồi là bán số là 3-4 ngày nay hả dạ bán 3-4 ngày dạ nó ngay 100 tấm thì nó bán nó hơi mau mà còn 150 thì bán nó hơi chậm vậy hơi chưa dạ 100 tấm là lời được bao nhiêu tiền có 100 ngàn chút lấy 900 ngàn là bán là 1 triệu đó à nhưng mà mình bán là hết nhanh không ủa khoảng 10 giờ 11 giờ 10 giờ 11 giờ ờ vì nằm nghỉ chút thì chịu mình lấy cái khác mình bán nữa không sao đâu nữa so với lại việc mình ai thôi gì làm đó thì đỡ hơn không thì bởi vì tôi tính gì nè chú ơi bây giờ như chưa có giờ sở mặn thì tôi bán số phải không còn như ít bữa nó có bẻ bắp bẻ đầu này nè bẻ bắp đầu cái tôi đi bẻ là tôi lãnh cho thằng này bẻ theo với tôi á hỏi nó đang nghỉ ra thì nó bị bệnh vậy đó còn bẻ chung có mẹ con mà tính hai mẹ con đi bẻ gì đó bây giờ bán số hỏi chú chạy mày nắng tối ngày luôn mà kiếm 100 ngàn thôi kệ mình khổ mà mình cũng phải gán bường chú nó giờ tính vậy đó rồi không tính sao nữa giờ chứ bán mau mấy nhiều lắm mấy sao nó chậm lại người ta không có trúng người ta không có mua nhiều chậm lại chú rồi mình hái bắp vậy là ngày nhiêu 120 nhưng nhầm chỗ thì giá 100 ngàn nhầm chỗ còn trả 120 vậy đó nếu mà bán vé số thì chỉ cô chú bán thôi còn anh Phú nó không có bán được bị nó không có chuyện với ai hết trơn ơi nếu như vậy thì cô chưa chú bán vé số thì cô kèm với anh Phú đi làm bắp cũng được thì bởi vì tôi tính vậy đó tính mơ mốt tôi lấy 5 tấm cho ông ngồi trước cũng bán dạ. rồi tôi kèm cho nó đi theo tôi đi bẻ cũng có tiền cũng đúng đỡ lên hơn cái nó bán vé số chú tôi tính vậy đó thì cái đó cũng tiện là cho anh Phú à, đúng rồi chứ cho nó nói chuyện này kia cũng dạ. Ta đỡ một chút có nghĩa là cô với lại Phú thì đi làm bắp đến ít bữa nữa bán số rồi qua hết tháng này tháng sau là có vẻ là gai rồi để bắp á trở về đây thì so với cuộc sống ở trên Bình Dương thì mình thấy đỡ hơn đỡ hơn chú bởi vì ở giờ ở chợ anh có mà anh nuôi mằng có 6 triệu à rồi ổng ở nhà rồi nó ở nhà nữa hỏi chú tiền nhà trọ nè tiền ăn nè tiền thuốc ổng nè còn hỏi chú 6 triệu sao đủ không có khi một bữa không có ăn 1 triệu mua 20 ngàn cá ăn có chiều luôn 20 ngàn cá hỏi chú có 6 triệu rồi hỏi suy nghĩ cái đứng đổi mình trọ với tiền nước điện là 1,7 triệu rồi đó rồi tiền thuốc ổng rồi thuốc nó nữa nó bị động kinh nó lạnh thuốc nhà nước uống đó rồi mua thêm thuốc ngoài bán mấy trăm ngàn nữa nhập vô nữa đó thấy cuộc sống khổ quá không nổi rồi mới về đây đó về đây tuy gần trăm mấy cuộc sống mình nó khỏe hơn về đây cũng khổ nhưng mà cuộc sống dạ dạ ông ngoại tới tháng lo lắm rồi trọ anh không có buồn khổ gầu lắm ở đây là tuy là một cái tạm bợ như thế này nhưng mà mình có rau dạ dạ đúng rồi dạ nó cũng đỡ cái phần tiền kia hơn dạ. Mặc dù là không có thu nhập cao dạ. À, tuy nhiên thì ở quê thì bằng phần nửa số tiền thôi nhưng mình khỏi đóng tiền trọ nè dạ dạ đúng rồi mình khỏi lo những cái ví dụ như ở quê á thì nó dễ như thế này anh ở đây anh chỉ cần là 5-6 ngàn thôi anh cũng đủ sống được hai mua hai trứng hộp vịt về kho đúng rồi hái một miếng rau luộc thì một cũng qua một ngày đó còn ở Sài Gòn thì anh phải mua rau và anh phải mua cả hộp vịt thì không nói là mua rau rồi thậm chí là gạo nữa
ở đó cũng không ai giúp ở gì. Ở đây thì gạo mình thấy mình khổ đó, mấy ngày gầm 14 đó chú, nó cho mình ăn. Nó ngay gì đó cho mình, đem lại nhà nó cho mình vậy đó. Gạo thì mình không có mua, gạo nó cho không à. Ta cho không hả cô? Dạ chứ, cho không à. Hiện nay mình còn nhiều gạo không? Còn cỡ khoảng 5-6 bao á, cái chục bao vậy đó. Có chục bao gạo hả? Ừ, gạo 5 kg á nghe. À. Có 5 kg á. Để đóng nó lại lại đó. À. Ngay ta đem lại nhà nó cho cái gì đó không đó. Ừ. Như vậy thì nó cũng rất là quý đúng không anh Lộc? Dạ. Đúng rồi. Ta cho vậy là quý lắm rồi. Cũng biết cuộc sống của cô chú ở đây rồi, người ta cũng cho vậy dạ. Là quý lắm. Ở đây là mình chỉ dừng tạm bợ như thế này thôi chứ mình chắc kiên cố lên đủ được đúng không? Dạ. Đó là nhà nước người ta đọc lệnh cho dân. Dạ, rồi xong hết rồi nên là nữ là bây giờ sợ không biết lật đường ngày nào đó, làm mình đuổi mình không có chỗ ở. Ta đuổi là mình không có chỗ ở thẳng luôn đó. Nên mình che tạm bợ. Cái đan che này để cái xu đắp ở trên là đừng cho mấy ông thấy. À. Sợ mấy ông thấy mình đuổi mình không có chỗ ở. Đúng rồi. Này là mình ở trái phép mà. Rồi đúng rồi. À, cho nên làm mà sớm giờ là như thế này. Có nghĩa là dù cho có dừng thêm cái tấm tôn thì vẫn đã biến miếng mũ trên. Dạ, dạ. Nhưng mà ngày hôm nay quay đoạn clip này thì thấy cũng mong là thông cảm, bây giờ nào đuổi thì đi chứ biết sao giờ đúng anh đâu. Như con chú thì đâu có đất cát gì hả? Không, bên ổng cũng không có mà bên tôi cũng không có luôn, nghèo khổ từ hồi đó giờ luôn. Rồi lúc đó ở Bình Dương rồi quyết định như thế nào mà giờ trở về quê, là cô nghĩ là về quê là mình không có cái chỗ nơi nương tựa rồi đó. Không, kỳ đó bệnh hoặc là gì cấp mới về cũng chưa suy nghĩ nữa. Bởi vì cấp đó là ổng bệnh bỏ ăn. Yeah. Bỏ ăn đâu 3 bữa không ăn uống gì trơn, là ổng đi không nổi luôn. Cho nên là ra mãi chủ nhà trọ xin người ta là xin cho tôi xin tiền đời trọ cho tôi hết đi, rồi cho tiền xe tôi về. Bởi vì ổng bao giờ là không có ăn, thấy ổng cái mồi là ổng sống không nổi đó. Rồi đầu người ta mới cho 1.7 triệu. À. Cho 1.7 triệu về xe hả? Cho 1.7 triệu về xe, rồi thiếu nợ 4.5 triệu nó cho luôn. Thiếu nợ 4.5 triệu nó cho luôn rồi nó, cho nên ở nhà nhỏ em cái nó. Ở đâu mấy tháng gì đó, mình chưa suy nghĩ là biết ở đâu luôn. Mình ở đâu nó đỡ vậy thôi, chưa biết ở đâu luôn. Rồi thấy vậy ông mẹ nói thôi, mình nó cũng có gia đình, có con có cháu, thấy không? Thôi vậy mình giờ mình xuống đây che thí ở đi ông ơi. Nó ổng mới nói vậy đó. Cái thí là chừng nào nó đuổi mình hả hay. Đó, ngày xuống đây che ở luôn đó, là suy nghĩ là vậy thôi chứ chưa suy nghĩ ngoài cái gì hết. Đó. Mình ở chưa biết khi đuổi giờ nào. Là gia đình của cô chú là trước đây là sống là trên ghe. Rồi sau đó thì ở ghe thì bị mục rồi chìm. Sau đó đây đài của nó gần ghé chú nghe nè. Hồi đó nhà nước nó cũng cho tôi cái nhà. Nhà ở ngoài khu cư. Cách của tôi ở nhà khu cư ngang, nó thẳng ngang. Hồi đó là như tôi mới sanh thằng này với thằng nhỏ, con tôi nhỏ xíu mà. Ổng có bên đi bằng à. Tôi ở nhà nuôi dưỡng hai nhỏ. Cuộc sống nó không có đủ. Mới thiếu nợ hỏi từng tháng ra. Cái là kê lên hoài hết, trả hết nổi rồi. Cho nên tôi mới bán cái nhà 20 triệu. Đó, bán cái nhà 20 triệu rồi tôi mới, cho nên tôi mới dông đi ngoài luôn, mua không phải. Mua cái ghe, bán 20 triệu mua trả hết nợ, như mua cái ghe dưới này nè. Ở dưới mé cái ghe này nè. Mà tại nước lớn vậy lúc mình không có thấy cái ghe. Rồi đó, ở cái ghe rồi cái ghe nó chìm rồi mấy mẹ con cũng đi ra Bình Dương. Đó, Bình Dương cuộc sống là nãy giờ tôi kể vậy cho chú nghe vậy đó. Đó, rồi mới che cái chạy nở luôn, đó vậy đó. Cái ngày mà không tiền về xe thì như dưới lại tình hình chú bệnh thì lúc đó cô suy nghĩ như thế nào? Suy nghĩ gì tôi hết đường suy nghĩ rồi, tôi ra tôi nói giờ tôi xin chủ nhà trọ đại luôn. Tôi hết đường luôn rồi. Tôi nói giờ cô ơi, giờ tôi khổ quá, cái cảnh tôi vậy đó, giờ ổng đau, giờ ổng biết mắc giờ nào nữa. Thôi cô không cảm cho cái tiền của tôi, 3 cái nợ cho tôi đi. Rồi cô phải đi phiên cho tiền mới tiền, nên cho tôi xe đi về. Đó, người ta cũng nhập dần ta không làm nữa nghe. Rồi tới đó từng 2-3 tiếng đồng hồ sau á, ổng vô mới nói. Ổng nói thôi để ở đây rồi tôi đi phiên tiền cho của chị. Ổng đi phiên đâu mấy tiếng đồng hồ gì đó, được đâu 1.7 triệu. Ở đầu ổng kêu tôi ra, cái tôi ra tôi nói ổng vậy đó, cái ổng đưa tiền cho tôi, ổng nói thôi tôi phiên được 1.7 triệu này, chị về quê đi. Rồi tôi mới nói 3 số tiền, tôi hỏi chú rồi sao. Nói thôi giờ tôi cho cô hết á. Tôi cho con hết tới chừng nào mà cảm thấy cô mằng có tiền rồi đem trả cho tôi. Đó, còn không có tiền thì thôi. Đó, vậy đó, mới là dông đi về luôn đó.
mình có sao mình nói y gan vậy. Chứ giờ hết cái đường rồi chú. Ông nổi một nhọt đít trống này nè, một trà nói gì. Ông lết không được, rồi cái ông nằm xong rồi, ông bỏ ăn ba bốn ngày. Và cái lúc mà cô ép lòng mà để đi ra nói với chủ nhà trọ, chắc lúc đó là cô suy nghĩ là lúc đó là hết biết đường mới bắt đầu. Hết không có đường luôn, không nói cái lời luôn đó. Và lúc mà cô ra nói thì cô có nghĩ là chủ nhà trọ đó người ta sẽ cho mình không? Không, không biết, không suy nghĩ, không có suy nghĩ, không biết cho không, mình không biết, không suy nghĩ đó luôn nữa. Nó thấy luôn cái đó, nó thấy luôn đó. Rồi sao mình đâu, người ta cũng có nhân đạo. Ra đi phiên tiền cho mình 1,7 triệu. Rồi nó thôi cho bà nợ, tôi cho cô hết. Tôi về đi, lo cho ổng đi, bị người ta sợ. Ông này ở nhà trọ này còn mắc. Đó, người ta cũng không dám ở đó. Ờ, đó. Nhưng mà con cái mình cũng đã lớn rồi. Nhà cửa không có thì có bao giờ cô lo rằng là sau này con của mình mà có gia đình thì việc xuôi gia thì như thế nào? Tôi cũng phải lo, chứ chú không lo được. Tôi nói suy nghĩ là ổng có mắc rồi, mẹ con cũng không biết chỗ đây, nhà nước mặn này không biết nhà con, nhà cửa còn mẹ con đâu có ở đâu, chỗ đâu ở. Nó cái thằng nhỏ không phải thì nó mặn hoài, thiếu lên nó xuống chú ơi, giờ nó nghỉ cả tháng nay không có tiền ăn rồi. Vậy con Út đi còn đi làm? Dạ, mà nó không có tiền ăn quá, giờ nó nghỉ. Bữa nay đi kiếm việc mà không biết kiếm được chưa, không biết chưa gọi nó nữa. Cũng đó. Đang thất nghiệp hả? Dạ, đang thất nghiệp. Bị gì nó bị cận thị đó. Cái nó cận thị bắt nó mờ hoài, mặn khi hàng hư cái nó chữ, nó đuổi. Đó. Mà nó ốm yếu quá, ốm yếu 45 kg à. Cô kêu nó về đây, nói mẹ ơi con về con mặn không nổi. Nó kệ đi, con mặn bừng, con ăn mà bậy bạ, con vượt qua là con trả ba nợ người ta, thiếu thẩm gài đó. Đó. Ở đang làm ở đâu cô? Ở Long An. Cầu Đôi Long An á. Dạ. Làm mỗi tháng là được bao nhiêu? Cầu Đôi Nước Hòa ha. Nước Hòa. Nước Hòa hả? Mỗi tháng được nhiêu? Nó mặn tháng đâu 6 triệu gì đó. Dạ. Đóng tiền nhà, tiền cửa, ăn uống hết rồi đâu có còn gửi cho tôi được bạc nào đâu. Mấy bà sẽ mời tôi mua ba thiết này nè, bà nó sợ. Sợ không biết ba cây nhỏ này nè. Nó chịu nổi không đúng không? Để thiết chịu nổi không, mấy bà nó hơi thẳng từ phải để con nói giờ. Mùa mưa tới rồi, chị không làm mà sao được. Bây giờ chúng ta đâu hay đó đi. Không đâu, ton để lên là nó sẽ cứng. Nó cứng hơn. Không có, tôi sợ mấy cây yếu nè, tôi sợ. Gãy? Không có gãy. Tại vì có ton lên á là một khi mưa á là cái tấm bạc này nó không giữ nước lại. Còn không có ton này nè. Thì dạ. Nó sẽ giữ nước lại, nó hủng xuống đó, nó giữ nước lại, dạ. Nó sẽ bị sập cái... Sợ. Anh Hồng Đồng nói đúng rồi. Tại vì tấm bạc này nó bị lụng á. Nó bị lụng á. Hai mẹ con làm chứ mà cái đó mới rồi, cái đập đó là cấp nãy chú chốt điện tôi ha. Mà làm mới rồi là người ta đem thiết vừa lên là tôi mượn thằng em qua làm với thằng con tôi làm cái này đó. Hai mẹ con làm chứ mà chú chưa vừa lúc đó. Trời ơi. Tôi dịnh cho này là mấy tấm ton cũ này là người ta cho hả? Cho. Hai mẹ con chở về đó. Hai mẹ con chở về. Đẩy xe đẩy. Nhưng mà coi như là có ton như thế này thì gia đình của mình cũng được kính đáo hơn chút xíu. Dạ, cũng mừng lắm rồi. Mưa gió cũng đỡ hơn. Thậm chí là cô bác của anh chị biết không? Ở đằng cái trái bếp làm sao kìa. Đó là từ những cái giấy cắt tông của những cái tủ lạnh á. Hoặc là những cái tivi á. Và những cái thùng đựng những chai nước rửa chén rồi đó. Dừng lại. Và những cái tre thì những cái lá tre rất tạm bỡ ha. Này mưa gió mạnh cái là tóc qua luôn. Đúng không anh Đồng? Đúng rồi. Thật ra thì mình nói thì không phải nói chứ đôi khi đó nhiêu đó cũng quý rồi. Mà những cái này thì từ những cái vật dụng sinh của người ta không à. Hình như là cái nhà, ngôi nhà của cô là hồi đó là cô nói là cắt chỉ có mấy trăm ngàn hả? Dạ, bà nó cho không à. Cà su cũng cho mà cái gì cây cối dụng này là cho hết trơn toàn bộ luôn. Ta dở rồi ta bỏ cũng như cũ rồi ta dở rồi ta bỏ cắt mớ đó. Rồi ta bán nước lần trước. Rồi cho mình đi xin ta. Cũ rồi ta dở ra. Mình thấy dở cái mình chạy đi xin liền á. Dán được. Ba dán này cũng xin ra không nè. Ngôi nhà là từ hai cái chiếc chổng làm thành một cái sàn nhà đó anh. Ở dưới này là cái chổng. Cho hai chổng luôn á. À cái này là hai cái chổng nha. Hai cái chổng mà cho hai chổng rồi gác luôn á. Đúng rồi. Dạ. Thấy vất vả anh Đồng ha. Trong cái cuộc sống nếu mà mình đi đây đi đó thì mình sẽ thấy được nhiều cái hoàn cảnh còn khó khăn hơn nữa cả nhà. Mình thấy cảm thấy mình hạnh phúc hơn ha. Chỉ cần sức khỏe thôi.
Nếu như gia đình này mà đầy đủ sức khỏe hết thì cả gia đình lao động thì không đến nỗi phải sống ở trong cái liều tranh như thế này. Vì cuộc sống nó đã vốn không có vốn làm ăn rồi. Đi làm thuê thì ngày nào ăn ngày nấy, mà gia đình thì bốn người thì hết hai người bệnh thì làm sao để mà nuôi nổi hai người kia. Buôn bán ra là bốn người bệnh luôn đó chú, tôi bị viêm son, bị tiểu đường luôn. Buôn bán số này là cũng chỉ đủ để đắp đổi qua ngày thôi. Còn làm thuê làm mướn thì ngày nào thì cũng hết ngày đó, chứ đâu còn được vốn gì đâu. Bây giờ suy nghĩ ở ở gì nè chú ơi, còn nữa đây gửi người ta có làm đường lên, người ta đuổi, không biết nhà đâu, cửa đâu mình ở đây nữa. Mình sợ bây giờ mình ở ngày nào đó, ngày nấy đi. Cứ lạc quan mà sống cô ha. Dạ dạ. Mình đi bán vé số bằng phương tiện gì? Chú nói gì? Mình đi bán vé số bằng chiếc xe gì? Đi xe máy đạp á, xe đạp, xe cụ đó, xe thứ đó đó. Tôi để dựng cái cửa kìa, dựng đó. À, đi chạy bán chạy dài, dài bán hoài vậy đó. Lúc đầu bán thì có ngại lắm không? Ngại mắc cỡ lắm, mà tại vì mình cũng phải vượt qua hết. Cái gì cũng vượt qua hết trơn. Có cuộc sống của mình. Lúc đầu cô đi bán có dám đi mời được gì cái... Cũng mời bình thường. Dạ. Lỡ cũng mời bình thường, không có gì hết á. Mà lúc đó cũng hơi ngại ngại. Hơi ngại mà cũng phải gắng mượn mở miệng mà. Bây giờ mình còn được nhiều vốn? À, một giấy số bữa đó... cái số này nè, ớ cái thiết này nè, người ta cho 2.4 triệu thì làm hết 2 triệu rồi còn dư được 400 ngàn. Nó với bữa đó tiền 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 gì chị Nga cho chị Nga cho bảo hiểm đó là mua hay là hết cái đó là hết rồi, với người ta cho 500 ngàn mua mua cái khén thiết bán đó, rồi cái số tiền kia còn dư đó tôi mới nhập qua là tôi lấy thêm 150 tấm tôi ba à, bán đó chú. À, hôm trước là Mạnh Thường Quân của bên em gửi thêm 1 triệu nữa là ra à, chú kia cho chú Hoàng cho 2 triệu à, 2 triệu đó chẳng còn y à. Chẳng y tôi chưa có phá đó à. Còn ba tiền đó thì tôi nhập tôi lấy thêm thiết tôi bán, còn tiền kia là vẫn còn y. Hiện nay còn dư được nhiêu vốn? Dư ra dư được 3 triệu mấy à, ha. Vẫn còn giữ đó để mà làm vốn đúng không? Để làm vốn để mình lấy tới luôn mình mà có bán mình có vốn. Dạ. Bây giờ thì mình cứ để đó để phòng. Ai? Trời ơi. Lỡ rồi để lên trên đi. Lấy xà beng ra. Cái nơi thờ cũng rất là tạm bợ. Không có làm, không có để. Thấp quá. Quá thấp. Chú chốt mấy bữa nào có bàn thờ ở đâu đó chú thỉnh cho 2 cái đặng thờ. Của anh Vũ. Ờ chú Vũ chứ nói vậy rồi đó. Chú là thỉnh 2 cái đặng thờ. Anh rớt bể đầu ạ. Mình làm này làm tốn nữa, đâu có làm thấp. Dạ làm thấp thấp thôi. Cái coi như là mình coi như là mình che tạm bờ để mình sống. Cũng quá mừng chú ơi, thiệt tôi mừng dữ dằn luôn đó. Vậy thì cũng đỡ hơn trời, nhiều lắm. Cái xu tôi sợ trời mưa gió, tôi nói mưa giọt chỗ đầu ngủ gầu lắm. Bây giờ thì có gì là tôi mừng dữ lắm rồi, thiệt luôn. Rồi cô ở đây được mấy mùa mưa rồi? Không, mà cấp cắt cái giờ chạy nãy giờ là chưa có tắm mưa nào hết. Chưa có tắm mưa nào hết. Ờ, bây giờ ta mình sợ tắm mưa là nó giọt. Cô mới dọn xuống đây trước Tết ha. Vậy hả? Bởi vì con đang gặp mùa mưa thì cũng đang gần gần tới rồi mà con thấy cái bếp như thế này nè. Đó. Rồi nghe những cái tấm bạc ở trên thì giấy cạc tâm như thế này nè. Rồi tới bây giờ chưa có tiền, nhưng có tiền của mình làm ở dưới nữa. Rồi mưa gió ướt ẩm rồi cơm nước mình nấu không được nữa nè, rồi lúc đó thì cuộc sống nó sẽ còn khó khăn hơn. Còn cho còn mớ cây bên đó bữa đóng như sao nè. Dạ. Còn ba để làm nấu cơm củi đúng không? Dạ. Không, nấu cơm mà nấu cơm điện. Dạ. Nhưng mình nấu thích khúc nam cho ổng là kia là củi mớ hốt đi hốt chứ mà khúc nam cho ổng vậy là nhỏ em chở ổng đi hốt đó. Bảy dạ. Thang. Cho muốn thêm vô kèm vô thêm. Hơn nhiều tiền. Khúc nam mà không ta không ăn tiền. Mình người ta lòng mình nó có lòng mình bỏ vô đó thì bỏ. Vậy đó. Nam ta không có ăn tiền. Không biết thì cứ đi càng nhiều thì lại thấy càng hoàn cảnh nó khổ khác nhau. Mà cái câu này Bùi Hồ anh Mộc Đồng thường lặp đi lặp lại hoài vì để mà nói hết cái vất vả khó khăn á, thì không biết nói làm sao. Và những cái khó khăn mà những người ở trong cuộc chịu đựng á, có những cái lúc bế tắc, thậm chí là 1-2 ngàn trong túi để mua vài trứng một vị lộn cũng đã khó rồi, đúng không cô? Dạ. Yeah. Có bao giờ lúc mà khó khăn nhất mình không có tiền để mà mua đồ ăn luôn? Nhiều khi trong túi tôi không có đồng bạc chứ.
không có đồng bạc luôn, mình ra sẽ miếng cá này kia ăn. Nhiều khi người ta thấy mình bữa đó là không có tiền, ta biết bữa đó nhà không có tiền á, lại cho mình miếng cá miếng gì mình ăn. Nhiều khi lúc mua ba công dịch không có tiền mua. Nhưng mà về quê thì nó đỡ hơn đỡ, đúng không? Có mình có nhận thấy bà con cô bác thấy thì mình không có, mình phải đi cho mình cá này kia đó. Còn ở trên công nghiệp cái Bình Dương á, là cái vùng đất công nghiệp nên thành thử là ai cũng ra đó để mà mưu sinh. Đúng rồi. Thành thử là cái cuộc sống người này cũng khổ, người kia cũng khổ, mà vừa đã lo cho bản thân mình đã còn khó, nó chi mà giúp đỡ cho người khác, đúng không anh Đồng? Còn ở quê thì dù sao thì có rau ăn rau, có cháu ăn cháu. Dạ. Làm có thể là vất vả hơn nhưng mà nó kiếm đồng tiền bây khó hơn. Bây giờ còn 3 triệu bạc tôi đâu có dám phá, tôi tính mua thiết thì tôi làm mấy cái ấy sao mày đợi, mua cây cối thì nhiều tiền lắm chú. Mua cây rồi khi cây chỗ là không có cây bỗng nhiên đó. Rồi tôi không dám làm, cho nên để dành mình xé số, mình có mấy vốn mình xé số mình bán. Để làm cái bức mình không có tiền xé số mình bán. Bên này cô để ton lên cũng không được nữa, không, tại vì mình, nó bằng những miếng tre thôi. Mình mua tính mua cây á, mua cây. Dạ đúng rồi, mua cây chàm. Mua cây thêm đó, mấy chỗ. Thêm. Cây chàm hay tầm dâm gì đó. Dạ tính vậy đó. Bây giờ mình làm được cái nhà lên này mình mừng lắm rồi. Cái đó thì thẳng từ bây giờ tới thôi. Bây giờ có vốn á thì mình cứ giữ lại. Dạ, để dạ. Mà mình phòng ngừa nhầm khi đôi khi chú bệnh á. Bây đó có cái mình xoay sở. Ăn nhín nhúc lại. Bữa đó kỳ đó hồi Tết thì nhà nhỏ em á, ổng bệnh bị sốt không có đồng xu nữa. Cái nhỏ em kia nó xin nhỏ em này, nó xin nhỏ kia được cho 200 ngàn mua thuốc đi chạy đi mua thuốc cho ổng. Nhưng khi giống lúc mình không có đồng xu túi luôn. Phải chạy đi xin tiền. Dạ. Nó điện cho nhỏ em nó ổng bệnh nhưng không có tiền, nó cho ổng 100-200 ngàn đi mua thuốc rồi chạy đi ngoài mua cho ổng 4-5 liều vậy đó cháu uống đó. Phải nói là cũng gần một tuần rồi hôm nay anh em của tụi con quay trở lại thăm vào hoàn cảnh của cô với chú. Dạ. Cũng chúc mừng cho cô chú là cũng được mạnh thường quân quan tâm. Dạ. Cũng được che có một cái cha mái á, con che mưa che nắng đúng nghĩa. Chứ lần trước đi đến đây á thì những cái tấm bạc á hầm lắm. Dạ. Rất là nóng luôn, với lại cái phần mái nhà rất là thấp á cô bác anh chị, thành thử là không biết thì liệu định thì nếu như không có sự giúp đỡ của mạnh thường quân á thì cái ngôi nhà này có những cái cây này nó yếu, là nước mưa nó đọng lại á nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Nhưng mà được sự san sẻ thương yêu của mạnh thường quân thì ngày hôm nay cái nhà của mình gần như là nó đã có một cái nơi đúng nghĩa tránh mưa tránh nắng rồi. Vẫn còn đó những cái sự thiếu thốn về những cái vật chất ở trong nhà, từ cái việc mà cái bếp ga mini hay là phải nấu cơm củi, thì bây giờ mình về đây rồi phải bắt đầu một cuộc sống mới ở một cái vùng đất mà trước đây mình đã từng sinh sống. Dù nó còn khó khăn so với tiền bạc không làm ra nhiều giống như ở Bình Dương, tuy nhiên là về đây thì được sự yêu thương của những cô bác hàng xóm ở đây á, mình cũng được mỗi khi mà hết gạo mình có thể chạy sang mình xin được, mình mượn được, mình có thể mua một vài trứng ngọc vịt mình thiếu được để mình cho cuộc gia đình mình có thể sống. Đó là cái tình làng nghĩa xóm ở quê á. Mặc dù làm ít tiền nhưng mà dù sao nó cũng cảm thấy ấm áp hơn so với cuộc sống ở những cái vùng đất công nghiệp. Rồi ngày hôm nay con với anh một lần có trở về lại thăm gia đình của mình. Chúc mừng gia đình của cô ha. Dạ, dạ. Và con thấy là ngày gặp được con trai của cô thì cũng phụ tiếp cô được phần nào thì cũng dạ, đó dạ, là dạ. Cũng một phần an ủi chưa? Nhưng mà mặc dù là không có được đi làm giống như mọi người vì cái căn bệnh động kinh của anh á, nhưng mà thôi từ từ. À, ngày hôm nay thì con đến đây thay mặt cho chị Hiệp ở Sài Gòn, với lại một anh dấu tên ở Sài Gòn luôn. Dạ, dạ. Chị Hiệp ở Sài Gòn gửi ủng hộ 2 triệu đồng và một anh dấu tên ở Sài Gòn ủng hộ 1 triệu đồng. Dạ, tổng cộng dạ, gửi dạ. Gia đình mình 3 triệu ha. Tôi gửi lời cảm ơn chị Hiệp ở Sài Gòn gửi cho tôi 2 triệu đồng, rồi tôi mang ơn chị rất là nhiều để cho tôi có vốn, là số mới vốn tôi bán vé số hay là bán buôn bán gì cho có cuộc sống tôi trôi qua đỡ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Với lại một anh dấu tên. Một anh dấu tên tôi gửi cho tôi 1 triệu bạc, được cảm ơn là anh là rất là nhiều cho tôi giúp tương triệu này, là cuộc sống tôi nó trôi qua là quá mừng, cứ mừng luôn. Cảm ơn chú anh dấu tên luôn. Vậy là cuộc sống của mình bây giờ là có gần 10 triệu rồi. Gần thôi chứ chưa được. Là cũng làm vốn cũng được, xoay sở cũng được. Có gì khó khăn á thì bệnh hoạn hay như thế nào điện con được qua thì con sẽ ghé thăm gia đình của mình. Dạ. Ha. Dạ. Hậu duyên thì con sẽ anh em của tụi con cũng còn quay trở lại để thăm gia đình của mình. Dạ dạ. Ha, chúc cô chú sức khỏe và gặp được nhiều may mắn trong thời gian sắp tới ha. Cũng mong rằng mọi người cô bác anh chị sẽ cùng chung tay để với gia đình của mình nó một phần nào bớt khó khăn hơn so với ở thời điểm hiện tại. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ và anh Một Đồng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô bác quý anh chị, quý mạnh thường quân
đã xem video clip đến thời điểm này. Cảm ơn chị Hiệp ở Sài Gòn, anh Dấu Tên ở Sài Gòn đã đồng hành với Bùi Hồ trong video clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác với chị ở video clip sau ha.